dịch Covid-19, việc cách ly F0 tại nhà không phải là vấn đề mới. Nhưng ở Việt Nam mới chỉ áp dụng từ việc cách ly một số trường hợp F0 không có triệu chứng. Việc cách ly F0 tại nhà đang làm lợi ích cho gia đình và xã hội, như giúp giảm tải cho ngành y tế, giúp cải thiện sức khỏe người bệnh. Thank you.